Tham dự lễ tưởng niệm có trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Văn phòng 2, các ban viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện, chư tăng ni các cơ sở tự viện thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban ngành của thành phố cũng đến kính viếng. Tại buổi lễ, chư tôn Đức Giáo phẩm, chư tăng ni đã cùng ôn lại cuộc đời và hành trạng của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua 105 năm trụ thế, 85 năm hạ lạp, với đức độ, sự khiêm cung, giản dị, Ngài đã để lại cho hậu thế bài học quý giá về nếp sống và đạo phong của bậc chân tu, thực học, cũng như những đóng góp lớn lao cho đạo Pháp và dân tộc. Sau khi nghe lời tưởng niệm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Minh, trưởng ban nghi lễ Trung ương Giáo hội đã dẫn lễ cử hành nghi thức dâng hương, truy tán Đức Pháp chủ, cùng thời điểm cử hành lễ cung nghinh kim quan Đức Pháp chủ nhập bảo tháp tại Tổ đình Viên Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.